Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Em bé nhất. Happy birthday Minh An. Happy birthday Minh An. Rồi. Cho mấy anh chị thổi nến không? Mấy anh chị thổi nến. Rồi, cho thổi nến đi, thổi nến đi. Rồi. Chúc thổi nến lại con, từ, chúc thổi nến lại đi. Thổi đây chúc. Rồi. Cho chị oxy, cho chị oxy. Rồi anh Bách, anh Bách, anh Bách. Mio. Rồi Mio, Mio thổi nến. Mio. Mio. Tư, Tư thổi nến, Tư thổi nến nè, cho Tư. Tư đây, Tư đây. Tư đây. Tư thổi đi, Tư thổi nến đi. Tư thổi nến đi. Ui à. Mạnh lên. Rồi. Gạo cho gạo. Gạo gạo. Gạo thổi nè. Gạo gạo thổi nến. Đây 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 đây. Rồi, lại nè gạo. Rồi. Đưa đâu? Cho gạo gạo. Gạo đây nữa. Cho gạo gạo đây nữa. Cho trâu nữa. Rồi, trâu nữa. Rồi, cho Mio. Mio nè. Châu đâu, châu đâu. Rồi, châu lại thổi nến nè. Châu. Đặt đi nè. Ô, em châu nè. Ôi, rồi, châu. Rồi, ok. Rồi, tới tặng quà đi, tặng quà đi. Rồi, tặng quà đi, tặng quà cho chấp đi. Chị, chấp nè. Chị hai oxy tặng quà đi. Rồi tặng lại đây đưa ông lại đây chụp hình lại đứng đây đứng trước đây hôn hôn cái hôn cái hôn cái hôn hôn cái hôn cái hôn cái đây 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 hôn cái hôn cái hôn cái đi rồi tới ai tặng tặng bắt đầu Chắc rồi này quà có chị không nào. Wow. Chúc đây. Chúc em đây. Đứng đây, đứng trước đây tặng với. Thôi vô tặng quà thôi. Đứng đây, đứng đây. Cảm ơn anh Bác, cảm ơn anh Bác đây. Anh Bác chúc em đi. Đi đi vô khu con khui đây vậy. Rồi. Anh Bác chúc chưa? Chúc hôn đi trước đây vậy. Không anh Bác chưa? Không anh Bác chưa? Nó ra vui quà lại. Anh chúc hình đi. Đây, đây. Đứng đây chụp hình chứ. Bác ơi, bác. Đang chụp hình với em rồi con. Nè, ông về đang chụp hình với em đây. Chụp đây, lấy điện thoại ra chụp. Bỏ đâu đã. Chị bỏ anh bỏ nhạc rồi. Chụp đâu rồi. Thầy đi đi. Còn nội là quay thôi. Không, chụp đi, ông nội quay mà. Từ bác chụp hình nè. Chữ nghĩa nó rớt hết lại giá lại tâm cái gì vậy rồi nhìn đây Mio đây rồi ok rồi ok ok cảm ơn anh Bách nhiều quà anh Bách nữa rồi có ai nữa chất đứng ở trong đi con để chị kẹo tặng quà kìa chị kẹo tặng quà kìa chất vô chị kẹo tặng quà con kìa hai đứa nhỏ xuống đây mẹ cho lên đi lên chụp ăn miếng đó rồi lên chơi rồi giờ ai của bà là lên chụp hình nè chúc ơi cảm ơn chị gạo đây cảm ơn chị gạo rồi tiếp anh Bách rồi tới chị đang tới chị hai thi kìa chúc rồi ôi luôn gà chị hai thi tặng cái gì mà nặng quá đó ôi trời nổi ôi trời quay đây hai ba ôi trời quà to quá quà khủng quá không gì hai đây đây không gì hai đây không hai đây giờ tao anh Bách này Bách tặng này rồi để đó rồi đi ra đây rồi vô đây vô trong cái gì nè rồi vô chụp đi ờ đó đứng ở đó chụp hình chứ em ra ngoài chụp một hai ba vô đây à vừa lên chụp đó ok rồi
Hỏi gạo. Gạo. Gạo, gạo, gạo. Gạo, gạo đây, gạo đây. Vô mẹ đúng rồi, hai gạo đi. Ừ. Thôi bắt gạo ra vô đứng chụp hình hết đi. Cảm ơn. Ừ. Rồi đem quà, oxy đem quà đó tặng đi. Tặng đi chụp hình nữa. Chụp ơi. Chụp ơi. Con đâu rồi? Chụp ơi. Bác ơi. Ông ơi ông. Rồi mấy đứa nhỏ vô đi. Ai dạy là bây giờ. Con không là chàng cho yên chết. Quà biết rồi. Chụp vô, chụp vô đi. Chụp vô đi. Bắt vô luôn, chụp hình luôn. Chị hai nha con. Đúng rồi. Thi dẹp cái này ra. Đẹp quá. Rồi, để nó luôn. Thằng Huy vô, vô ngồi ra. Người đó ngồi chụp nè. Chụp ơi, chụp hình nè. Chụp hình nè. Chụp hình nè. Chụp hình nè. 1, 2, 3 Ok. Đẹp quá. Anh bắt đi. Cái gì vậy? Còn ai nữa. Chị ơi Thi. Gì con? Thôi được rồi, mọi